Lolo, xin chào các bạn. Hy vọng là video này lên kịp khi mà L'Apogée vẫn còn đang sale một mùi hương mới. Đó chính là Sevilla Mandarina, một trong những chai nước hoa được ra mắt để đón mùa hè. Thì đây toàn bộ là cái hộp của nó. Rất là nhiều người hỏi là anh ơi em chờ anh review để em xuống tiền mua em này vì giá đang quá rẻ. Và đây là chai 50ml chứ nó không phải là cái chai 30ml như là con trà Genmaicha hôm trước tôi làm review. Và hiện tại giá đâu đó đang sale khoảng tầm hơn 400.000 cho một chai như này. Quá ok luôn ấy. Và để cho các bạn có câu trả lời luôn thì chúng ta cùng nhau bắt đầu. Có lẽ nói về L'Apogée thì không cần phải nói quá là nhiều nữa rồi. Các bạn có thể xem lại những cái video từ review về sữa tắm cho đến cái mùi trà Genmaicha. Toàn bộ mình đã chia sẻ hết từ những cái câu chuyện của L'Apogée và cái hướng làm mùi cũng như là cái mục tiêu khách hàng hướng tới như thế nào. Và qua cái mùi trà vừa rồi mình đóng góp về ý kiến là hiện tại giá đang hơi cao thì L'Apogée ngay sau đó đã ra mắt một cái tông mùi citrus vào mùa hè và với một cái giá cực kỳ dễ chịu. Giá gốc đâu đó khoảng tầm 700.000 cho một chai 50ml như thế này. Và các bạn cũng có thể nhận được cái hộp xinh cùng với một cái cạc như thế này. Cái cạc này mình sẽ zoom vào cho các bạn xem nó rõ nhá. Nó sẽ là hình chai nước hoa cũng như là ở đây nó như kiểu là một cái khu vườn và một cái nông trại kiểu như vậy. Và đằng sau thì nó có thông tin về tiếng Anh và cả tiếng Việt. Ở đây chúng ta nhìn thấy là hương cologne nồng độ cao, chứa rất là nhiều tinh dầu quýt, tinh dầu cam, tinh dầu chanh và petit grain vân vân và bạc hà. Thì cái phần mùi hương tí nữa mình sẽ nói sau. Và chúng ta đi vào phần thiết kế. Cái phần hộp này thì có lẽ là quá là đặc trưng của L'Apogée rồi, không cần phải nói nhiều. Và đi vào em nó, đây. Em nó có một cái thiết kế đã khác hơn so với cái chai trà 30ml. Những cái chai này nó làm mình nhớ tới những chai 30ml của Atelier Cologne, đúng rồi. Cái chai 30ml để trong bao da. Và ở cái phần nắp này thì các bạn thấy rằng là nó cũng có một cái sự hoàn thiện là cái mình đoán là giả gỗ thôi, nhưng mà trông khá đẹp. Tóm lại là về thiết kế như thế này thì chúng ta có thể hoàn toàn mang bày, mang đi tặng rất là ổn. Và bạn tôi, cô em Đức hôm trước có phỏng vấn video Zoologist thì đã mua một chai nước hoa để tặng cô giáo lớp Lalique. Và cái chai này tôi thấy rằng là mang đi tặng nó cũng rất hợp lý, giá bây giờ nó cũng tốt nữa ấy. Đó, cái điểm lưu ý duy nhất về em này mà tôi không thích đó chính là về cái vòi xịt. Các bạn có thể thấy là vòi đây nhá, đây là tôi ấn khoảng tầm mấy lần lúc nãy rồi. Nhưng mà bình thường sau khi các bạn dùng mà các bạn để một ngày thì cái vòi này các bạn phải ấn 2 đến 3 lần thì nó bắt đầu mới lại bơm được cái lượng dui lên. Và cái phun sương được đánh giá rất cao, nhưng mà riêng cái phần vòi thì tôi thấy rằng là những cái lần sau ấn thì chúng ta phải ấn lên 2 lần thì nó mới ra được dui, còn ấn một lần thì nó sẽ không ra. Ngoài ra thì thỉnh thoảng tôi cũng thấy cái vòi này nó có phần hơi bị lích. Không biết là đây là do chai của tôi hay là do cái thiết kế của toàn bộ cái phần vòi. Nhưng mà đây là một cái điểm lưu ý hơn. Nếu như team của L'Apogée đang xem cái video này thì hy vọng là các bạn có thể cải thiện cái này hơn ở những cái sản phẩm sau hoặc là những cái lô sau. Và bây giờ thì đã đến với phần quan trọng nhất, đó chính là về phần mùi hương của em nó như thế nào. Một cái tip nho nhỏ để các bạn có thể đoán được những tông mùi citrus đi theo hướng như nào nhé. Ở đây chúng ta nhìn thấy rất nhiều, nhưng mà các bạn để ý nó có một cái đó là tinh dầu petit grain và một cái nữa đó là tinh dầu cam đắng. Thì khi mà trong chai nước hoa có những cái thành phần như thế này thì các bạn cũng có thể dễ dàng thấy được rằng là mùi hương nó sẽ không thuần theo hướng citrus không. Có nghĩa là nó sẽ là cái nét chua hoặc là cái nét ngọt thuần, mà nó sẽ lên thêm cái nét đắng, cái nét xanh the the đến từ cả cành và lá nữa. Thế nên là đây sẽ là một cái tông mùi nó sẽ có cái xu hướng khá là nam tính, chứ không phải là cái kiểu citrus và fruity mang tới một cái cảm giác dễ chịu, mà nó sẽ mang tới một cái cảm giác kiểu fresh mà kiểu khỏe khoắn luôn. Thì em này các bạn chỉ cần hình dung đơn giản như thế này. Đó là các bạn mua một cái quả quýt thì các bạn khi mà các bạn bóc ra thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn móng tay của các bạn chọc vào đâu là cái nước nó sẽ tứa ra và cái tinh dầu này nó tứa ra thì các bạn nhận thấy cái nét the, cái mùi đặc trưng của vỏ quýt cũng như là một cái chút vị ngọt. Thì toàn bộ cái phần top nốt ở trái nước hoa này khi các bạn xịt ra nó rất là giống như cái hình ảnh các bạn đang bóp những cái vỏ quýt. Và cái nét này nó sẽ giữ được đâu đó khoảng tầm 15 cho đến 20 phút. Và rồi thì mùi hương nó bớt tươi hơn, nhưng mà cái nét the và cái nét xanh nó vẫn giữ ở đấy. Và lúc này thì mùi hương nó được thêm bởi những cái nét gỗ và vetiver vào. Nó làm cho mùi hương có phần khô. Và nó làm mình nghĩ tới cái việc là khi mà chúng ta tận dụng lại những cái vỏ cam, vỏ quýt, vỏ chanh, chúng ta sẽ phơi khô và nó sẽ có một cái mùi đặc trưng, cũng như là chúng ta sử dụng làm những cái như kiểu thêm đường để làm mứt hoặc là làm topping. Nếu như các bạn có uống ở những cái quán cà phê mà người ta có những cái loại trà hoa quả mà nó có cái topping làm từ cái phần cùi của những cái vỏ cam, vỏ quýt ấy, thì mùi hương nó rất giống như vậy. Và ở trên da nam ấy thì cái mùi hương này có phần lên vetiver hơi khói đắng nhiều hơn, và nó có cái xu hướng giống với những cái mùi như kiểu là Uncle Noir của nhà Lalique nhưng mà làm sáng và nhiều citrus hơn, hoặc là những cái mùi như kiểu Dunhill Icon. Đó, nếu như bạn nào thích những cái mùi hương đấy, khả năng bạn cũng sẽ thích cái mùi hương này. Còn nếu mà bạn thích những cái mùi như kiểu là Megamod 22, hoặc là các bạn thích những cái mùi như kiểu có một tí hoa vào, thì Sevilla Mandarina không phải là một cái mùi mà bạn sẽ thích, vì cái nét đắng ở đây đôi khi sẽ làm cho các bạn dội. Còn với da nữ thì các bạn đã thấy rằng nó sẽ lên cái bay ngọt của cam quýt nhiều hơn so với da của nam. Đây là một cái điều khá hay ho mà mình đã test và mình đã mang đi cho bạn bè mình thử rất nhiều. Và khi mà mình nói giá, mọi người khá là bất ngờ và mọi người cũng không nghĩ rằng là đây là một sản phẩm Việt luôn nha. Tiếp tới có một cái nữa mình rất muốn chia sẻ với các bạn và thành thật với nhau, đó chính là về phần hiệu năng. Hiệu năng của em nó vẫn chưa thực sự quá tốt. Vừa rồi thì có một cái video về Le Labo Megamod 22 này, đó là tôi bảo là nếu như mà tôi chỉ dùng một con duy nhất thì tôi vẫn sẽ dùng con đấy, và trả giá thành cao hơn để tăng hiệu năng thì tôi cũng chấp nhận. Nhưng mà với em này thì với một cái tông màu có cái xu hướng làm xanh đắng suýt chút, nhưng nó chỉ lưu trên da đâu đó khoảng tầm 3 đến 4 giờ thôi. Đây là một cái khá là hạn chế. Và đặc biệt là với những bạn nào mà thích cái tông mùi bám tỏa tốt thì có lẽ đây sẽ là không phải là một cái lựa chọn mà các bạn sẽ gạt phăng đi. Đấy là điều đương nhiên. Da hôm nào trộm vía lắm vừa mới tắm xong thì có thể lưu được tốt hơn. Nhưng mà có một cái nữa mà các bạn có thể là một cái điểm cộng, đó là em nó tỏa khá tốt trong khoảng tầm 1 tiếng đầu. Là mình có nhớ mình đi học lớp Talip Voi thì mình xịt cái mùi hương này, thì em mình có quay ra hỏi ông anh xịt Tere à? Mình bảo không, đoán lại đi, H24 à? Không. Thế là mình bảo là anh xịt cách đây hơn tiếng rồi vẫn gửi ra, bảo vâng tỏa rõ lắm mà ông đấy mình xịt 4 shot. Thì mình thấy rằng là nó tỏa khá tốt trong khoảng đâu đó 1 tiếng đồng hồ đầu. Đây là một cái điểm có thể gỡ gạc lại so với độ lưu. Nhưng mà đây là cái hiệu năng mà mình có thể là mình ủng hộ L'Apogée thật. Nhưng mà mình vẫn phải thành thật với các bạn, đó là hiệu năng của nó khá là trung bình yếu, trung bình kém, nên các bạn có thể lưu ý hơn. Và mùi hương này thì nó sẽ phù hợp với thời tiết như thế nào? Đương nhiên nó sẽ là nắng nóng rồi, 35-40 độ, đó là những cái thời tiết mà mình thường xuyên mặc Sevilla Mandarina này ra đường. Đặc biệt là đi học và đi chơi, mặc em nó, nếu mà đi đá bóng tôi vẫn mặc em này, thì tôi thấy rằng là nó khá là dễ chịu. Dù kể cả có nắng nóng hay đổ mồ hôi thì cái mùi hương này nó vẫn không gây cái cảm giác quá là khó chịu, vì cái độ lưu của nó cũng khá hạn chế và nó thuần là một cái mùi citrus xanh, nên là nó sẽ rất là phù hợp với những ngày hè nắng nóng. Còn với những ngày nào mát thì mình nghĩ rằng đây không phải là một cái lựa chọn quá là ổn. Đó, và cái hơi hướng mùi này thì thứ nhất là bạn sẽ theo một cái vibe đó là trẻ, khỏe và có phần gì đó nó hơi gai góc một tí, hơi nam tính một tí. Bạn có thể xem lại những cái video về Dunhill Icon là bạn có thể hình dung ra được một cái bay mùi như thế, cái phong cách kiểu hơi bụi bặm một tí về em này. Đó là Sevilla Mandarina của L'Apogée. Và với một cái giá thành hiện tại hình như đang sale tầm 400 ở lúc ấy mình nói, thì hy vọng rằng là cái đường link nó vẫn còn tác dụng để các bạn có thể mua. Và 400k cho một chai 50ml, và ở cái tầm giá như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là sẽ không có quá nhiều mùi hương làm chân thật được như Sevilla này. Mình tin chắc với các bạn một điều là như vậy. Và nếu như bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn cũng có thể đi ra tận nơi cái cửa hàng của L'Apogée để các bạn có thể trải nghiệm trực tiếp em nó và mua em nó. Và với mình ấy, thì con này các bạn mang đi xịt dặm lại thường xuyên nó là ok. 400k 50ml mà tôi nghĩ là tôi phải xịt chắc là cả mùa hè, ngày nào tôi đóng trong 7-8 shot nó cũng chả hết được. Đó, và đấy là toàn bộ những gì mình cảm nhận về Sevilla Mandarina của L'Apogée. Và hy vọng là đã đủ thông tin cho các bạn quyết định là có nên mua em nó hay không. Còn ai đã sử dụng qua thì các bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!